bóng đá Thái Lan sắp xảy ra biến cố lớn, U20 Thái Lan là tử đồ. U20 Thái Lan đã thất bại 0-1 trước U20 Oman trong lượt trận cuối của bảng G. Thất bại này khiến cho số phận của U20 Thái Lan treo lơ lửng khi mà phải chờ kết quả của bảng H diễn ra vào giữa tháng 10 này. Sau loạt trận đấu diễn ra vào khuya ngày 18 tháng 9 đã xác định được tổng cộng 13 đội giành vé góp mặt vào vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong đó, U20 Việt Nam, Trung Quốc, Kyrgyzstan và Syria là 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đã chắc chắn giành vé tới Uzbekistan tham dự giải đấu U20 châu Á 2023. Riêng U20 Thái Lan là đội nhì bảng duy nhất chưa xác định được số phận. Cụ thể, sau thất bại 0-1 trước U20 Oman, U20 Oman đã xếp nhì bảng G với 6 điểm, hiệu số là cộng 3. Họ đang đứng thứ 5 trên bảng, tổng số những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Số phận của Thái Lan sẽ tùy thuộc vào kết quả của bảng H. Nếu như mà đội nhì bảng H có thành tích tốt hơn Thái Lan thì vòng chiến sẽ bị loại. Viễn cảnh tồi tệ này đã khiến cho người hâm mộ Thái Lan đã lo sợ trong suốt từ hồi tháng 9 tới nay. Nhưng lo thì cũng không thể làm gì được vì bây giờ bảng H đang khởi tranh và nỗi sợ hãi cuối cùng cũng đã thành sự thật. Tối ngày 16 tháng 10, bảng H vòng loại U20 châu Á 2023 đã tiếp tục diễn ra trận đấu giữa Australia và Iran. Thắng lợi dành cho Australia. Trận đấu đã vùi dập Ấn Độ 4-1 của Australia. Thực ra là U20 Australia đã vấp phải một chút khó khăn trong thời gian đầu của hiệp 2 khi mà Ấn Độ đã gỡ lại 1-2 và dồn ép đối thủ hòng tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Nhưng với trình độ vượt trội và hơn hẳn về thể lực, Australia đã không khó khăn thiết lập lại thế trận và liên tiếp bắn phá về cầu môn của đối thủ. Sau 2 lượt trận ghi 8 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn, Australia đang chiếm lợi thế cực kỳ lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2023. Cùng với đó là Iraq, đội bóng này cũng đã có bàn toàn thắng 2 trận, song xếp thứ 2 do hiệu số bàn thắng đã kém Australia. Như vậy, Australia và Iraq đã cùng được 6 điểm sau 2 trận thắng, nhưng đội bóng xứ sở chuột túi đã dẫn đầu bảng H nhờ hiệu số. Iraq đồng thời cũng đã chen chân vào top 5 các đội nhì có thành tích tốt nhất và đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ 6, vị trí bị loại. Ở lượt trận đấu cuối diễn ra vào ngày 18 tháng 10 giữa Australia và Iran sẽ định đoạt ngôi nhất bảng H và cũng là hy vọng cuối cùng của người Thái. Trường hợp hai đội hòa nhau, U20 Iraq chắc chắn sẽ nằm trong top 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, loại Thái Lan khỏi cuộc đua. U20 Thái Lan chỉ đi tiếp khi mà Australia đã thắng Iran 2 bàn cách biệt trở lên hoặc Iran thắng đối thủ từ 4 bàn cách biệt trở lên. Nhưng với điều kiện như vậy, việc U20 Thái Lan bị loại là rất khó tránh khỏi. Theo giới chuyên môn, Iraq và Australia có thể lực tương đồng nên nhiều khả năng hai đội sẽ hòa nhau và nếu như mà phân thắng bại thì tỷ số tối thiểu sẽ được diễn ra bởi cả hai đều có vé đi tiếp rồi. Ở trận đấu cuối cùng thì họ cũng không nhất thiết là phải đá sống chết để ghi nhiều bàn thắng làm gì. Có lẽ ở thời điểm hiện tại thì U20 Thái Lan và Liên đoàn bóng đá Thái Lan nên cầu nguyện cho một phép mèo có thể xảy ra hoặc nếu thiết thực hơn thì họ có thể tìm cách để kiềm chế và xoa dịu người hâm mộ nước này trước khi nó rơi vào hỗn loạn. Nói như thế là bởi vì ngay từ khi biết tin U20 Thái Lan rơi xuống vị trí bị loại vào cuối tối ngày hôm qua, người hâm mộ Thái Lan đã tỏ ra cực kỳ tuyệt vọng, tức giận và sự đe dọa đã làm mọi chuyện để cho ông Somiot biến khỏi chiếc ghế chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Chúng ta không thể để bóng đá Thái Lan như thế này được, hãy cùng nhau cho tên Somiot biến khỏi chiếc ghế chủ tịch FAT ngay lập tức, người hâm mộ Thái Lan kêu gọi. Trong một group cổ động viên khác của Thái Lan có một bài đăng công khai khác, U20 Thái Lan đã bị loại, hắn ta cũng sẽ phải loại bỏ chiếc ghế đó. Tất cả người hâm mộ Thái Lan hãy cho FAT biết làm trai y khán giả sẽ như thế nào. Hay, vị chủ tịch và cầu thủ, tất cả những người có trách nhiệm và dẫn tới bóng đá Thái Lan đi xuống, hãy khóa hết tài khoản mạng xã hội và che giấu thông tin nhà riêng đi. Chúng tôi sẽ cho bạn một ngày để làm điều đó, lời đe dọa của người hâm mộ Thái Lan. Và còn rất nhiều lời chửi rủa và đe dọa khác lên vị chủ tịch Somiot và các cầu thủ Thái Lan. Nếu thật sự U20 Thái Lan đã bị loại lần này thì rất khó để cho FAT có thể đỡ được sự tấn công của người hâm mộ. Mọi chuyện bắt đầu tại SEA Games năm 2019 và các đội tham dự U22. Tham dự giải bổ sung tối đa là 2 cầu thủ quá tuổi. U22 Thái Lan đã quyết định không sử dụng quyền lợi này vì huấn luyện viên Nishino muốn tận dụng SEA Games là nơi rèn quân cho U23 châu Á năm 2020, nơi mà Thái Lan đóng vai trò là chủ nhà. U22 Thái Lan ở thời điểm đó là đương kim vô địch, cũng là đội giàu truyền thống nhất SEA Games. Nhưng sau 3 năm, cục diện đã thay đổi. Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan khẳng định, nếu U23 Thái Lan không vô địch SEA Games 32, vị Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somiot sẽ bị cách chức. Bóng đá Thái Lan thì lại khao khát SEA Games. Giải đấu mà xứ sở chùa vàng đã từng giành chức vô địch nhiều lần nhẹ tựa như lông hồng. SEA Games là mỏ neo cứu cánh cho người Thái sau quãng thời gian dài chơi kém cỏi. Chức vô địch AFF Cup là một cú hích quan trọng giúp đội tuyển Thái Lan đã khẳng định được vị thế ở Đông Nam Á. Ở giải đấu trên đất Singapore, thầy trò huấn luyện viên Paul King đã thắng 7 hòa 1, chỉ không ghi bàn trong một trận. Tuy nhiên, thành công của đội tuyển Thái Lan chưa thể đánh thức sức mạnh của cả nền bóng đá. Bước sang năm 2022, các đội tuyển trẻ Thái Lan đã thua toàn diện trên mọi sân chơi, trong đó có những thất bại trước đại kỷ lục Việt Nam.
Ở giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Thái Lan sau khi đã thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở vòng bảng, đã thua liên tiếp 0-1 trước đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam ở chung kết U23 châu Á Việt Nam, thi đấu với đội hình chấp vá do có nhiều cầu thủ mắc Covid-19. Tại SEA Games 31, U23 Thái Lan lọt vào vòng chung kết, nhưng một lần nữa lại thất bại trước U23 Việt Nam với tỷ số là 0-1 trên sân Mỹ Đình. Giải U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan đã tiếp tục gây thất vọng, nằm chung bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam và Malaysia. Mục tiêu của đội bóng do huấn luyện viên Simaka dẫn dắt là tái lập thành tích vào tứ kết như năm 2020, nhưng U23 Thái Lan đã phải sớm rời giải với 4 điểm, kém đội nhì bảng là Việt Nam 1 điểm. Ám ảnh thất bại đeo bám trong bóng đá của Thái Lan trong thời gian vừa qua, mọi cấp độ ngoài U23, U19 Thái Lan đã bị loại ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022, đầy sốc trước U19 Lào. Vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Thái Lan đã đứng nhì bảng và phải đợi kết quả của một bảng đấu để biết mình có vào vòng trong hay không. U16 Thái Lan gây thất vọng khi mà thua bán kết U16 Đông Nam Á 2022 trước U16 Việt Nam. Tại vòng loại U17 châu Á 2023, đội tuyển trẻ xứ chùa vàng đã thua tan nát 0-3 trước Việt Nam. May mắn, U17 Thái Lan đã có vé đi tiếp khi mà nằm trong 5 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất. Đội tuyển Thái Lan cũng đã chơi không thành công tại King Cup 2022 khi mà để thua Malaysia. Huấn luyện viên Poking bị kêu gọi là phải từ chức với vòi chiến trong màn trình diện quá nhạt nhòa, đặc biệt trong đó có cả Chanathip. Cơn thịnh nộ của người hâm mộ Thái Lan là có cơ sở khi mà đội nhà đã đánh mất vị thế trong mọi đấu trường. Tính sau SEA Games 2017 tới nay, bóng đá trẻ Thái Lan không chỉ biết thua thiệt hoàn toàn trước Việt Nam mà lại còn để thua cả Malaysia và Indo vượt mặt. Trước vô địch giải U16, U19, U23 trong năm 2022 lần lượt thuộc về Indo, Malaysia, Việt Nam. Bóng đá xứ chùa vàng đã có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết. Tại cuộc họp Ủy ban điều hành của Ủy ban Olympic Thái Lan, vị Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic khẳng định, ở các môn thi đấu nổi bật như bóng đá, thể thao Thái Lan cần phải thể hiện sức mạnh và phải giành được huy chương vàng. Nếu không thành công thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm. Sau 3 năm, bóng đá Thái Lan đã trở lại với mục tiêu Đông Nam Á. Nhưng mà những danh hiệu trong khu vực được tạo ra là bàn đạp cho Thái Lan trở thành những mục tiêu lớn hơn nhưng đã thất bại toàn diện trong mọi cấp độ. Vòi chiến đã từng đủ cho Đông Nam Á nhưng lại thiếu cho châu Á. Và ngay cả cái đủ của Thái Lan ở Đông Nam Á giờ cũng không còn. Trong quãng thời gian bóng đá Thái Lan đi xuống thì cũng là lúc bóng đá Việt Nam đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dưới bàn tay của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã chỉ một lần thua Thái Lan trong suốt 5 năm vừa qua. Đội tuyển Việt Nam có cùng số lần vô địch AFF Cup với Thái Lan trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, Việt Nam lại có thành tích vượt trội ở sân chơi châu Á khi mà lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và tứ kết Asian Cup 2019, còn Thái Lan đã bị loại ở vòng loại thứ 2. Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan khiến cho mọi người phải dồn hỏa lực để vô địch cho bằng được trong các khu vực. Chiến thắng tại AFF Cup 2020 cho thấy Thái Lan vẫn đang có nòng cốt đội hình nếu như mà sử dụng lối chơi nhuần nhuyễn, nhưng không nền bóng đá nước nào thì cũng có chỉ thể đứng vững với một đội tuyển quốc gia mạnh nhất. Bóng đá Thái Lan thì chỉ cần có lứa kế cận khi mà Chanathip, Thairathorn, Bumathan thì đang dần bước qua sườn dốc bên kia sự nghiệp. Còn Dada thì cũng đang số tuổi, nhưng mà những sao trẻ nhà Supachop, Supanat thì đều có tiềm năng, nhưng để nói Thái Lan có lứa kế cận như thế là chưa đủ. Chất lượng bóng đá trẻ Thái Lan thì đang đi xuống ở mức báo động với thất bại của các đội U23, U19, U16 và như Chanathip chia sẻ, cầu thủ Thái bây giờ đá bóng vì tiền và bóng đá Thái Lan không biết đi về đâu trong thời gian tới.